Anh Trang. Vâng. Này trên Zoom chị cài sẵn, lâu rồi chị vô họp hội của bên công ty chị nó sẵn. Chị làm bảo hiểm mười mấy năm rồi em, mới cơ hội là mới gặp Hương, Hương cũng chia sẻ. Dạ. Thì chị sẽ thấy là nói chung là về về kinh doanh là cái hướng mà đi theo theo ví dụ như F1, F2, F đồ này kia thì chị cũng hiểu, nhưng mà chị muốn vô để học hỏi thêm. Dạ. Sự ví dụ như bác sĩ thì người ta giỏi về chuyên môn mổ xẻ thuốc men, người ta nói về bảo hiểm người ta cũng không hiểu, hay là nói về kinh Cái sóng của chị Trang đang bị yếu. kiến thức về về sản phẩm rồi những kinh nghiệm từ thủ lĩnh để cho chị sẽ hiểu sâu hơn á, để truyền đạt để tiếng giới chị rất là nhiều. Chị làm leader ở bên bên bảo hiểm này, ra ở dưới chị nó tới mấy trăm người lận, Dạ. chị phải thật sự chị yêu thì chị mới truyền cảm hứng lại cho người khác được. Dạ. Thì chị muốn vô đây chị tìm hiểu, Rồi chị. cứ tức là Không mỗi ngày chị ta nghe thì chút 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 để chị nhận định, để tức là truyền cảm hứng cho chị thêm về lĩnh à. vực này, tại vì mình làm thêm nói chung là một nguồn đầu, một đầu lương á, thụ động thì cũng đâu có được, nhiều đầu lương càng tốt mà. Nói chung là mình cân mình bỏ vô, mình đi mình, nếu như mình đi sâu vô đi mình bỏ vô bằng cân, mình cân cái nào nặng thì mình bắt thôi, Đúng cái nào nặng thì đấy. rồi. Đó là tiêu chí của chị là như vậy đó, thành ra chị cứ thử hết, cái Dạ. nào được thì chị nắm bắt, cái nào cân nặng là chị lấy vậy thôi. Rồi. Mà học Nhất thì hỏi thì chị cứ học hỏi suốt thôi. em rất là thích cái cách suy nghĩ của chị. À. Thế thì với một cái người mà đang có một cái nền tảng tốt giống như chị, đúng không? Đang là leader, có một cái đội nhóm mấy trăm người, à, thì nếu mà chị đủ nhân duyên với CV ấy, Cường tin tưởng là chị sẽ phát triển gấp 5 gấp 10 lần so với cái bảo hiểm của chị hiện nay. Bảo hiểm mặc dù rất tốt nhưng nó có những giới hạn. Nó có những giới hạn, em ví dụ như này, giới hạn như này là ví dụ như để làm sao mình phát triển khắp trái đất hình chữ S này rồi phát triển ra nước ngoài đấy, ví dụ như vậy đúng không nào. Thế thì CV này nó giúp cho mình phát triển không giới hạn. Cái thứ hai nữa là gì, cái sản phẩm bảo hiểm rất tốt đấy là cái sản phẩm chia sẻ rủi ro đúng không, cái sản phẩm vô hình để ví dụ xảy ra rủi ro tai nạn bệnh tật vân vân đấy, thì có cái chỗ để chống lưng đấy. Thế còn ở đây CV là mình chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe chủ động. Đấy, cái thứ hai, cái sự khác biệt là gì? Mình xây dựng cái hệ thống kinh doanh này, nó không giới hạn chiều ngang và nó không giới hạn chiều sâu. Đấy, chiều sâu ví dụ F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F vân vân. À, mình đều có thể phát triển ở chiều sâu vô cùng. Đấy, ví dụ như Cường vừa có một bạn ở tầng 10, đợt F10 ở thành phố Hà Tĩnh vừa mới nhận Mercedes-Benz cách đây có mấy ngày. Đấy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cơ hội này nó giúp cho mình phát triển không giới hạn. Nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào cái khát vọng của mình, cái năng lực của mình đến đâu thôi. À, thì đấy là những cái sự khác nhau. Và nếu mà chị mà đã làm kinh doanh nhiều rồi, đấy thì chỉ điều quan trọng đầu tiên ấy là mình mấy cái yếu tố như sau để mình tìm hiểu này. Cái thứ nhất về mặt công ty ấy, thứ nhất là có hợp pháp hay không, đúng nào? Đấy. Nền tảng công ty có vững mạnh hay không, từ nguyên liệu, từ khoa học, từ sản xuất, từ hệ thống quản trị. Đấy, xem nền tảng có vững mạnh hay không, họ phát triển được bao nhiêu năm rồi, ví dụ CV là 25 năm rồi à. Đấy, và đi vào đâu ấy là phát triển vững chắc ở đấy, rồi vào Việt Nam được hơn 8 năm nay rồi. Đấy, bắt đầu từ một con số không, từ một cái công ty của Nga gọi là vô danh tiểu tốt ở cái thị trường này. Đấy, lúc đấy là những cái công ty khác của Mỹ là cũng khá là mạnh rồi, ví dụ trong ngành lĩnh vực kinh doanh này này. Đấy, những cái đồng nghiệp với CV trong lĩnh vực kinh doanh này, ví dụ như Amway này, ví dụ như Nu Skin này, vân vân, một vài tập đoàn khác. Đấy, và như ngày hôm nay thì từ một cái công ty vô danh tiểu tốt đó, sau hơn 8 năm xây dựng thì hiện nay đã vươn trong 22 cái công ty được cấp phép ở Việt Nam ấy. Đấy, thì đã vươn lên vị trí thứ ba xét về mặt doanh thu ở thị trường Việt Nam. Đấy, và cứ mỗi năm nó tăng trưởng phát triển hơn 100%. Chị ạ. Đấy, thế thì ví dụ về công ty thế, rồi mình tìm hiểu về sản phẩm, là xem là sản phẩm này mình có cần hay không, những người xung quanh của mình cần hay không, cả cái cộng đồng này, cả thế giới này có cần hay không, và giá cả như thế nào. À,
với CV có một sự khác biệt rất lớn là chất lượng hiệu quả, miễn bạn cực tốt nhưng giá thì vô cùng hợp lý đấy. Và có nhiều sản phẩm từ ngày Cường kinh doanh cách đây 7 năm 3 tháng 15 ngày chưa tăng giá đấy. Vì sao? Bởi vì là mục tiêu kinh doanh tối thượng của CV, của bạn chủ tịch tập đoàn CV, đó là kinh doanh vì cộng đồng. Có nghĩa là những cái giá trị mang lại ra cho cộng đồng mà đạt được hiệu quả cao mà công ty vẫn có lãi, đó, tất cả mọi người đều được hưởng lợi thì công ty chưa tăng giá. Nhưng các cái nếu là các công ty khác khi mà nhu cầu tăng, đó, thì kiểu gì giá cũng cũng tăng. Đấy là quy luật thị trường là như vậy. Thì đấy là những có một vài những cái điểm chị Trang có thể tìm hiểu. Rồi bên cạnh nữa là gì? Thì vào đây chị tìm hiểu xem những người bảo hiểm tại sao có nhiều người họ lại nghỉ và họ sang đây làm và bây giờ họ rất là thành công. Rồi cái nữa là gì? Có rất nhiều người bình thường, nông dân lớp 8, lớp 3 bán cá, nghỉ hưu rồi vân vân, công nhân ở CV đều thành công và thành công rất lớn. Đấy, và khi đó chị sẽ có một cái niềm tin là những người như vậy thành công, chị Ánh Trang sẽ thành công hơn rất nhiều. Đấy, và khi đó mình bắt đầu thôi và hành động chị ạ. À. Thì chị theo chị nghĩ thì cái chuyện hợp pháp hay không là chị không nghĩ tới rồi, tại vì chắc chắn là kinh doanh ở đất nước Việt Nam sẽ hợp pháp, Vâng. cái đó chị không cần tìm hiểu rồi. Bây giờ chỉ cần tìm hiểu là cái sản phẩm này nó có tốt không, giá cả nó có phù hợp với người dân mình không. Trước tiên là chị phải trải nghiệm. Thì chị nói mà làm cái gì em cũng phải yêu thì em mới phát huy được, Đúng em mới thực sự em yêu nó thì em mới truyền đạt lại cho người ở dưới mình được. Chứ nếu mình mơ hồ quá, người ta hỏi bạn bè đơn giản như bảo hiểm đi nữa, chị chưa hiểu rõ về sản phẩm đó thì chị không bao giờ chị đi tư vấn. Chị phải hiểu sâu hiểu rõ thì để người ta hỏi bạn bè gì đó thì mình biết cách mà mình trả lời. Thì ở cái sản phẩm này cũng vậy, chị sẽ tìm hiểu sâu rồi chị sẽ trải nghiệm bằng bản thân chị nữa. Nếu tốt, nếu ok thì trong đầu chị hôm qua chị đã nói với báo rồi đó, với Hương rồi đó. Chị nói trong đầu chị nếu thật sự cái công ty này tốt, nếu sản phẩm tốt, chị cũng đã làm bên em quay bên bên Herbalife đã có rồi, làm hết rồi, cũng có lương về bên đó luôn rồi. Nhưng mà chị đi lâu đi dài, cuối cùng thì chị nói cân là bảo hiểm nó nặng hơn thì chị bắt đó thì chị buông đó. Nhưng mà bây giờ biết đâu đây là một cái cơ hội của mình nữa, đến một ngày nào đó cái năm nào đó thì mình là đủ duyên với cái bên cái lĩnh vực này, thì chị tìm hiểu sâu, chị truyền đạt. Hôm qua chị nói với Hương đó là trong đầu chị đã suy nghĩ nếu thật sự cái này mà kinh doanh tốt, sản phẩm tốt, chị sẽ truyền đạt đấy. Trong tuyến dưới của chị, ai đi trước đi sau, chị đã sắp đặt trong đầu chị luôn ngày hôm qua luôn, trong cách chia sẻ luôn rồi. Bây giờ chị đó là chị tìm hiểu để chị chia sẻ thôi. Em khẳng Cái định người với nào chị là chị nên gặp. em khẳng định với chị là cái cân CV này nó nặng hơn rất 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 nhiều cái cân bảo hiểm của chị. Chị Đó, cứ chị đó chị rất là ai chị cũng làm rồi, em quay chị cũng làm rồi, nhưng mà cuối cùng cái cân bảo hiểm của chị nặng hơn, cái túi tiền nó nặng hơn, nói đơn giản là vậy đó hết. Nhưng Đấy. mà rồi Chị biết kinh doanh đâu bảo hiểm được bao nhiêu lâu rồi? gần 12 năm này em. Gần 12 năm. Thế thì bây giờ cái thu nhập từ hệ thống bảo hiểm của chị một tháng là được bao nhiêu? Nhiều lắm em, nói chung là chị đã trăm mấy chục người, mà một Và trăm mấy gần 200 bên bảo hiểm chị cứ chia trên sẻ đi giới. để em xem cái cân nó nặng như thế nào. Nếu có thể chia sẻ được. Thì nói chung thì bảo hiểm nó không phải là kinh doanh này thì em hiểu rồi đó, nó không có phải là cái đồng lương cứng thì theo nhanh mà theo doanh số mà mình làm được nhiều thì Đúng nhiều, rồi. mỗi tháng thì vài trăm, trăm mấy, hai trăm mấy chục tùy theo mình. Nhưng bên đây nó có thưởng quý, theo một quý thì nó nhiều, còn bình thường tháng thì nó ít, nó quý thì nó lại thưởng quý nó Nếu nhiều. tính trung bình ra bây giờ, ví dụ chị 12 năm rồi, bây giờ không tính những năm trước và bây giờ năm ở cái năm thứ 12 này này đấy, thì tính trung bình ra Không, một cái năm ai này là xuống đó nha, năm 12 là đang xuống, dịch bệnh là xuống đó, chứ từ tháng. hồi hồi trước tới giờ là chị đạt hết. Con À chị là học quốc tế không là cũng bảo hiểm, thật sự chị hay rất yêu quá. bảo hiểm đó đó. Dạ. Thế bọn em cái Covid này nó lại tăng, không những không tăng mà nó lại tăng vượt bậc Thì chị đó ạ. chị mới nói là biết đâu được cái này là cái duyên của chị, nó lại rẽ ra cái hướng khác, bảo hiểm nó đang trùng xuống mà. Đây, dịch này nè, dịch bệnh này á, là làm tất cả là làm online, không không có apply được. Mà bảo hiểm á, nó là một cái dạng vô hình, em phải nói theo cảm xúc. Đúng rồi. Mà em nói trên điện thoại á, trên Zalo, trên Facebook đồ này kia, trên điện thoại thì nó lại không gây cảm xúc cho cái người đối diện mình.
không có truyền được cảm xúc thì không được. Ví dụ như cái sản phẩm này em nói là ở sản phẩm A, B, C gì đó thì em có sản phẩm em đưa ra thì nó khác. Còn này chị nói chỉ là một cái tờ giấy, nói là một để người ta đóng 15 năm, 20 năm gì đó là nó rất là vô hình, người ta chỉ cầm tờ giấy thôi. Khi có rủi ro sự gì xảy ra thì người ta mới thấy giá trị của nó, chứ bình thường thì mình tư vấn nó rất là khó ở cái online. Đúng Còn rồi. cái offline thì chị ok rồi, offline thì nó làm À, thế thì offline chúc mừng chị đã tìm được cái nơi chị thuộc về rồi, chị đã tìm được một cái cân chắc chắn rất nặng đô. Thế chị hãy hỏi Bùi Thanh Hương và Nguyễn Thế Báu hướng dẫn cho chị mở thẻ thành viên và lựa chọn những chương trình chị sử dụng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chắc chắn nó phải tốt, không những tốt mà nó phải rất tốt thì nó mới lan tỏa từ người này sang người khác, đúng không chị? Đấy, và chị hãy tự mình kiểm nghiệm. Đấy, sau đó là đấy, chị đã hình dung ra là các M1 các thứ của chị rồi đúng không? Đấy, và làm một nhà kinh doanh ấy là cần phải nắm bắt nhanh đúng không? Và trực giác mách bảo, và con số thì nó không biết nói dối, kết quả không bao giờ biết nói dối, bởi vì kết quả là chân lý. đúng 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 chính Đấy. xác. Làm gì làm em cứ ngủ, em cứ làm gì đó đi chơi gì không biết, mà kết quả thôi, sau Dạ. cùng cái là kết quả thôi. Chính xác. Đấy, kết quả là chân lý. Thế thì về kể cả kết quả sản phẩm, những kết quả kinh doanh của CV là đang rất tốt. Đấy, thế cho nên ấy là chị hãy nắm cái đà này. Mà thị trường miền Nam ấy, CV ấy thì lại vào miền Bắc trước, khác các cái công ty kinh doanh theo mạng khác. Các cái công ty kinh doanh theo mạng là ví dụ như các công ty mà chị kể ấy, doanh số miền Nam luôn luôn phải 50 hoặc là trên 50%. Thì hiện nay là CV ở miền Nam mới chiếm 1/4 thôi. Thế cho nên là thị trường cả nước còn mênh mông mà riêng miền Nam thì lại còn đặc biệt là mênh mông bát ngát. Thì đấy là một cái cơ hội rất lớn để chị Trang có thể phát triển và giúp đỡ mọi người, chị Trang nhá. Và Ok, chị chia sẻ luôn.